Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thọ thông thiên diệu pháp bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiếp văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa. Hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2020, là ngày thứ năm. Đây là kỳ giảng kinh Dược Sư Giảng Ký của ngài Ứng Thuận, kỳ thứ 23. Kính chào quý vị Phật tử đang nghe pháp online. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì mình tiếp tục cái chương trình giảng kinh của mình. Thì thầy ngày thường thì cứ lo dịch kinh, dịch xong rồi đánh máy. Thì là đôi khi không có thời giờ nhìn kỹ cái lời giảng của ngài Ứng Thuận. Thì bây giờ cứ tùy theo văn và giảng nghĩa. Đến một lúc nào thì nếu có thời giờ thầy sẽ nhìn kỹ phải không? Rồi thầy giảng tóm tắt những cái ý tưởng của ngài Ứng Thuận, chứ mình không có đi từng câu từng chữ nữa. Thì khi rồi mình giảng cái phần cái là phương tiện thiện xảo của Phật Dược Sư. Thì trong khi đó có nghe phần cái là lợi ích của sự nghe tên nhớ niệm, tức là nghe tên của ngài xong rồi ghi nhớ rồi niệm danh hiệu ngài, đúng không? Rồi thì nó đặt lại lợi ích của sự lìa ác. Thì trong đó có đầu tiên là sự lìa sự ác tham lam bỏng sẻ, đó là phần F1. Bây giờ hôm nay là mình giảng đến phần F2, tức là xa lìa sự hủy phạm tà kiến, kiêu mạn, vân vân. Thì để mình đọc lại cái phần kỳ trước thì coi cái đoạn lìa ác nói cái gì. Thì kỳ sự lìa ác tham lam bỏ sẻ, lúc ấy Đức Thế Tôn bảo ngài đồng tử Văn Thù Sư Lợi rằng: này Văn Thù Sư Lợi, có những chúng sinh chẳng biết làm giữ, chỉ biết ôm lòng tham lam bỏ sẻ, không biết bố thí và phước báo của việc bố thí, ngu si không có trí tuệ, thiếu mất lòng tin, thường chất chứa tiền bạc của cải, chăm chăm giữ gìn. Thấy người tính sinh trong lòng không thích, nhưng nếu cực chẳng đã mà phải bố thí thì đau đớn luyến tiếc giống như phải lắp thịt cho người. Lại có vô lượng những hữu tình tham lam keo kiết, tích trữ tài sản của cải, tích trữ tiền bạc của cải, tự mình không dám tiêu xài, nói chi đến việc đem cho cha mẹ vợ con tôi tớ, người giúp việc hoặc kẻ tính sinh. Những hữu tình ấy sau khi mạng chung sẽ sinh vào cảnh giới ngạ quỷ hoặc trong loài súc sinh. Do thỏa là người đã từng tạm nghe qua danh hiệu của Đức Dược Sư Ly Quang Như Lai, nên hiện nay thì đang ở nẻo ác, tạm thời nhớ lại. Ngay khi nhớ đến, nhớ nghĩ đến liền được bỏ thân nơi nẻo ác, xin trở lại làm người. Người ấy nhớ lại đời trước của mình, lấy làm ghê sợ sự khổ nên nẻo ác, nên không còn ưa thích dục lạc, ưa làm việc bố thí, khen ngợi những người bố thí, không còn tham thiết tài sản. Tất cả tài vật của mình sở hữu dần dần có thể đem cả đầu, mắt, tay chân, máu thịt, thân thể bố thí cho người chúng sinh, cũng chỉ là những tài vật khác. Nên mình thấy cái sự mà uy lực của ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai như vậy, tức là một cái người mà tham lam bỏng sẻ, không biết bố thí này nọ, rồi nhân cái quả báo mà đọa vào trong cái ác đạo, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Mà người ấy còn may, tức là có thiện căn, là một cái đời nào đó đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Dược Sư. Rồi mà trong cái sự đang lúc khổ bức đó, và thật thốt nhiên do thiện căn sâu dày đó mà nhớ lại được cái danh hiệu của Đức Dược Sư. Thì cái đó không phải danh do cái thiện căn thôi, chứ nếu không có thiện căn thì làm sao nhớ lại được. Rồi thì tự nhiên trong cái lúc mà chỉ cần nhớ lại như vậy mà chí tâm khẩn thiết,
niệm danh hiệu Đức Dược Sư thì thoát ra khỏi cái cảnh chịu khổ đó, mà trở lại làm người rồi biết nhớ lại sự đau khổ rồi làm những điều lành, biết bố thí vân vân, hoàn toàn phúc thiện, đi quay lại 180 độ. Thì đó là do cái quy lực vô cùng mạnh mẽ, ít có cái phong môn tịnh độ nào có những cái phương tiện thù thắng như vậy, phải không? Rồi hôm nay thì mình đến cái phần gọi là xa lìa sự hủy phạm, tà kiến và kiêu mạn. Hồi nãy là tham lam, bây giờ là tà kiến, kiêu mạn, phạm giới. Mình đi thay đọc tiếp nha. Này nữa văn thù sư lợi, nếu có những hữu tình tuy từ Đức Như Lai thọ các học xứ. Đức Như Lai này đó có thể là bất cứ Đức Như Lai nào trong đời ác được ngũ trượt ác thế. Chứ có người nói là Đức Như Lai này là Đức Dược Sư. Cái, nếu mà như vậy là cái người này phải ở cõi Dược Sư mà đã nói kỳ rồi, nếu mà ở cõi Dược Sư thì sẽ làm sao mà có dự phạm giới được. Từ Đức Như Lai có thể Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni của mình, tức là cũng là chúng ta đó, đang học Phật Pháp đó, nhưng lại phạm vào các giới cấm, tức là thọ học xứ mà phạm giới cấm, tức là học xứ này tức là giới cấm đó. Hoặc tuy không phạm giới nhưng lại phạm các phép tắc, phép tắc là quy tắc. Hoặc tuy không phạm giới và phép tắc nhưng lại hủy phạm chánh kiến. Hoặc tuy không hủy phạm chánh kiến nhưng lại không chịu nghe pháp nhiều, tức là không chịu đa văn. Cho nên không thể hiểu rõ những ý nghĩa sâu xa trong kinh điển. Hoặc tuy nghe pháp nhiều nhưng lại sinh tâm tăng thượng mạn. Tí thì mình giảng tăng thượng mạn là cái gì? Do tăng thượng mạn che lấp tâm tánh cho nên lúc nào cũng cho mình là đúng, người khác là sai, chê bai chống pháp, kết bạn với ma, những kẻ ngu si như vậy. Ngu si đó là có nghĩa là tà kiến. Chẳng những tự mình đi theo tà kiến mà còn làm cho vô lượng hữu tình khác bị đọa vào hố sâu hiểm ác. Những hữu tình ấy đáng lẽ phải bị trôi lăn không cùng trong các cõi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Tức là những người này đáng là phải lâu trôi rất là lâu dài trong những nẻo ác. Nhưng nếu nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Ly Quang là liền bỏ các hành vi ác, tu các pháp lành, bị khỏi bị đọa vào các nẻo ác. Đây là một công năng khác của cái sự nghe được cái danh hiệu của Đức Dược Sư. Thì Đức Thế Tôn, tức là bây giờ là giải của Ngài Ấn Thượng, bảo Ngài Ấn Thù là nếu có các hữu tình tuy từ chánh pháp của Đức Như Lai, thì Thầy mở mặt để Thích Ca, tức là cho nó xác nhận là chúng ta đang thọ nhận các học xứ nhưng lại phá phạm các giới cấm, thì là học xứ tức là ba tụ giới luật, là những chỗ mà đệ tử thọ giới của Đức Phật cần phải học hỏi. Tức là nếu mà nói tụ giới và học xứ mà của bên Thanh Văn, tức là những cái giới pháp như là giới chúng tại gia thọ ngũ giới, chúng tỳ kheo thọ tỳ kheo giới và chúng Bồ Tát thọ Bồ Tát giới, tức là nhiều có học xứ như vậy. Mà học xứ học có nghĩa là học hỏi. Xứ là nơi chốn, tức là tất cả những gì chúng ta cần phải học hỏi thì cần là học xứ, chứ không riêng gì cái giới luật của Phật. Nhưng mà lấy giới luật làm đại biểu, cho nên ở đây đồng nghĩa cái chữ học xứ với giới luật. Như phạm như giới luật của bên Thanh Văn thì chỉ làm việc giải thoát giới như Thầy nói kỳ rồi đó. Tức là những cái điều cấm mà Đức Phật đặt ra, những ngũ giới, bát giới, rồi thọc giới, tức là sa di ni giới, tỳ kheo ni giới, vân vân. Còn bên Bồ Tát thì là có tam tụ tịnh giới, tức là giới nhiếp luật nghi giới. Tức là nhiếp luật nghi giới Bồ Tát, tức là theo dư dạ sư địa lượng, tức là một trong bảy giới của bên Thanh Văn giới. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị thì
người nam tại gia đại gia, người nam thì là có ưu bà tác giới, người nữ thì kêu là ưu bà di giới, người ta sẽ ưu bà tác giới và ưu bà di giới cùng là một giới, nhưng mà tại vì khác biệt nam nữ thì nó có tên gọi khác nhau mà thôi, chứ thường nó là một giới, cũng như là thí dụ như sa di giới và sa di ni giới thì là hai tên khác nhau nhưng mà cũng là 10 giới, hiểu không? Rồi tỳ kheo, nhưng mà đến tỳ kheo giới và tỳ kheo ni giới thì hoàn toàn nghĩa là gần như là khác biệt rất là nhiều, hiểu không? Bên Bồ Tát thì khác, bên Bồ Tát thì có bên tâm ba cụ tịnh giới nè, tức là nhiếp luật nghi giới, như thầy nói rồi, tức là một trong, là một trong bảy giới của bên thanh văn. Ví dụ bây giờ quý vị thọ ngũ giới, rồi quý vị thọ Bồ Tát giới, thì quý vị là Bồ Tát tại gia, Bồ Tát U Bà Tát, hoặc là Bồ Tát U Bà Di. Thì nếu mà nói về phần nhiếp luật nghi giới của quý vị đó, thì nó là chính là giới ngũ giới. Nhưng mà còn quý vị còn hai tụ giới khác, tức là nhiếp thiện pháp giới, nhiếp hữu tình giới, nhiếp thiện pháp giới, tức là tất cả những công hạnh thiện quý vị làm được phần trị, tức là lục độ và tứ nhiếp pháp. Nhưng mà quý vị tu lục độ, tứ nhiếp pháp không có chắc là vì người khác, có thể vì cá nhân tự kỷ, nghĩa là vì lợi ích cho chính mình mà làm thôi. Thì bây giờ Đức Phật nói là khi mình làm những cái nhiếp thiện pháp giới đó, thì trong tâm mình luôn luôn hướng đến hữu tình, tức là tất cả công hạnh mình làm, dù là trì giới, bố thí, nhẫn nhục hay là ái ngữ gì đó, thì cũng phải đều là vì chúng sinh mà làm. Thì cái đặc tự ý tưởng luôn luôn như vậy, đó là nhiếp hữu tình giới. Chứ nếu mình làm vì cá nhân, tức là thì dù mình có làm cái gì chăng nữa, có bố thí, có trì giới, có gì đó, thì nó vẫn là cá nhân mà thôi, vẫn là phước báo nhân thiện mà thôi, hiểu không? Thành ra cái nền tảng của bên Đại Thừa là tâm Bồ Đề, tức là tâm Bồ Đề là tâm hướng về chúng sinh. Nếu vì không có tâm Bồ Đề, vì có làm cái gì thì nó cũng là phước báo nhân thiên, mà là công đức của Thành Văn Thừa, tức là hướng về Niết Bàn, tự cá nhân giải thoát vậy. Thành ra tại sao mà thầy cứ nhấn mạnh là phải phát tâm Bồ Đề, phải làm sao cho mình trở thành Bồ Tát, mình muốn tu học Đại Thừa. Còn nếu không thì vô ích. Có những người cứ nói là thí dụ như chỉ cần đi bố thí, chỉ cần làm giống như Bồ Tát thì Bồ Tát không phải vậy. Tại sao có nhiều người không hiểu mà kêu như những người bên thiện, đi làm việc thiện lớn là Bồ Tát, nhưng mà đó là họ dùng từ chữ sai, chữ sai. Bởi vì những người đó thật sự là họ không có phát tâm Bồ Đề, tức là không vì tất cả chúng sinh, họ chỉ có thể vì một nhóm nào đó. Ví dụ như ông Bill Gates thì ông cũng nhắm vào một cái, ông có bố thí một vài 30 triệu ra nữa thì cũng nhắm vào một cái nhóm đoàn thể nào đó, một cái thiểu số nào đó mà thôi, chứ tâm ông không hướng về tất cả chúng sinh, hiểu không? Có nhiều loại học xứ khác nhau như vậy, cho nên nói các học xứ, tức là nhiều học xứ đó. Sau khi tọa nhân học xứ thì phải giữ gìn không được vi phạm. Thế là nếu mà bắt buộc giữ cấm thì phải giữ giới cấm, như là không sát sanh, không nói dối, không tà dâm, vân vân. Nhưng mà nó bắt làm thiện, phải bố thí, họ phải trì giới, họ phải tinh tiến, phải nhẫn nhục, tức là phải làm. Mà mình không làm thì là phạm giới, thấy không? Và nó có một cái là thầy để cái nó, tức là có cái chỉ trì và cái tác trì, thì quý vị có đọc trên Facebook của thầy để bài giới tướng hay cái gì đó, thì ngài Thích Nhất Chân đã giảng rất là tường tận. Thật sự trong cái Facebook của Hoàng Đạo Viện rất là phong phú tài liệu, cũng như bây giờ mấy ngày vừa rồi thầy để lên toàn là tư liệu về Tịnh Độ A Di Đà không, thành ra để mà chứng tỏ rằng thầy pháp Chánh là người hoàng như Tịnh Độ A Di Đà, nhưng mà với một tinh thần khác, với một cái phương cách khác, một cái đường hướng khác, thấy không? Thế nhưng cho khi thọ nhận học xứ thì phải giữ gìn không được vi phạm, dĩ nhiên rồi, mình hứa rồi mà, mình hứa trước Tam Bảo là con nguyện không sát sanh,
rõ ràng Đức Phật chứng minh rõ ràng là thường trụ Tam Bảo chứng minh giờ mình đi sát sanh thì là mình vi phạm những cái thể nguyện của mình rồi. Hay là mình nói con độ chúng sinh nhưng ngày mai mình lén lén mình phát tâm tự thừa mà nó là thôi thường còn chúng sinh mình thấy nản quá rồi, thấy nó ác quá, thấy nó dữ quá, còn thấy con sợ quá, bây giờ con xin con đi tu niết mình vô niết bàn để con hưởng lạc, con khỏi phải tiếp xúc nhỏ, con còn phải khỏi phải là lo lắng gì họ. Thì cái đó là tâm ích kỷ thì mình đại thừa không chấp nhận. Thì nếu mà trên nguyên tắc mới vì đã thọ tam giới thì mất tam giới rồi thì vì thọ vào cái nhiều ít của tình giới thì là mất tâm bồ đề, và trong cái bồ tát giới là mất tâm bồ đề là nặng nhất, bởi vì nó là nền tảng của các giới khác, nền tảng của tất cả học xứ khác, nếu mà không có nữa thì làm sao mà có là bồ tát được. Thành ra mình phải phát thệ nguyện là con dù có mất trăm ngàn thân mạng đi chăng nữa, con có bị địa đọa địa ngục trăm ngàn kiếp đi chăng nữa, con cũng không bỏ tâm bồ đề. Phải như vậy, con phải hiểu cái ý nghĩa tâm bồ đề, phải thấy sự tôn quý của tâm bồ đề, chứ không phải giỡn chơi. Bởi vì học đại thừa không phải dễ, phải thử không phải dễ. Học thanh văn thừa dễ, cầu cho nhanh đi con nước bạn đó. Tu những công hạnh tự lợi nó vừa ít mà nó vừa gọn mà nó vừa đi nhanh, nhưng mà tu bồ tát hạnh thì nó lâu dài. Thế nhưng chúng sinh vì nhiều phiền não, ai cũng dễ thật sự mà rất là nhiều phiền não, hoặc vì hoàn cảnh xấu ác cho nên thường phóng dật mà hủy phạm giới luật. Thành ra nó chọn bạn mà chơi hay là mà tìm hoàn cảnh tốt mà ở, cái đó rất quan trọng. Vì con người mình nó thích có người khác làm nó mới gắn gượng làm theo, hoặc là mình tìm những cái gương tốt, hoặc là mình tìm những cái mô hình, những cái thần tượng. Ví dụ như thường thường mình hay thích những cái đi chùa, cũng thích những chùa lớn hay là pháp sư nổi tiếng để mình theo mình học, đó một là động cơ để mình cho tiến bộ, phải không? Bây giờ tại sao thì mình khởi tâm cung kính, mình khởi tâm hướng là ái mộ thì tự nhiên mình muốn học hỏi. Còn chùa nghèo hay là thầy không có nổi tiếng này nọ thì đôi khi mình cũng xem thường, mình không biết cái, mình không còn để ý những cái vị thầy đó, cho là họ không có gì để đáng học, không không. Thì nó trong cái kinh cũng nói, tức là nhìn thấy pháp sư dòng dõi ti tiện hay là hình tướng xấu xí hay gì đó, thường thường mình vậy đó, con người mình thấy hình thức, chạy theo hình thức. Nhưng mà thật sự cũng không đúng, hoàn toàn là có gì đâu. Có những cái người vị thầy mà mọi người ái chuộng, thường thường các vị đó có gieo duyên nhiều với chúng sinh, có phước lực, mà chiêu cảm lực mạnh, chứ cũng không phải là... Thì tự nhiên mình thấy mình ái mộ theo, bởi vì mình họ đã có gieo duyên lành với mình rồi. Tiếng Hạ Thi La có nghĩa là thanh tịnh, dịch nghĩa là giới, trì giới có thể diệt trừ tất cả phiền não nghiệp chướng, được sự thanh tịnh tự tại, cho nên gọi là Thi La. Nó cũng có tên là Thanh Lương đó, tức là mát mẻ. Mình nói là phiền não thường thường nó là nhiệt não, nó là nóng bức, hiểu không? Tại sao mà địa ngục thường thường là nóng vậy? Bởi vì phiền não là thường là nóng mà, thành ra nó mới là luôn luôn, tại sao nó luôn luôn có sự gia chạm thì nó phát nhiệt, phiền não nó nóng. Mình chiêu cảm như cái hỏa mục vậy. Thì cái tư tưởng hỏa mục thì không có riêng gì bên đạo Phật, mà tất cả tôn giáo đều có cái tư tưởng về hỏa mục, như Thiên Chúa hay là bên những cái đạo khác cũng đều có người nghĩ rằng, nếu mà vô cái chỗ thọ nhân sư trừng phạt thì đó là những chỗ nóng bức, đồ thiêu đốt thân xác mình, ví dụ vậy. Thành ra nếu mình thì giới thì mình tâm mình nó mát mẻ, thế là mình chiêu cảm những cái cảnh giới tốt lành, lên cõi trời cũng mát, hay là về tịnh độ cũng mát, hay là trở lại cõi người nó cũng được tự tại, nó cũng là mát. Khi mà mình cười nhiều tươi tắn thì tâm mình nó mát. Còn khi mình câu có bực bội hay không, bực dọc người ta nhìn thấy được thì lúc đó tâm mình nó nóng bức, hiểu không?
thi la tức là phá phạm tịnh giới như sát hại, tà dâm, vọng ngữ. Thì vọng ngữ thì biết là nói dối rồi, nhưng mà nếu mà khai triển ra thì nó có bốn loại thì mình biết rồi. Tức là nói dối, nói lời ác, nói lời đâm thọc và nói lời vô ích. Thì quý vị cứ học hỏi chắc biết rõ rồi. Vân vân. Có người tuy không phá phạm giới luật nhưng lại phá phép tắc, tức là tiếng Hán là quỷ tắc, quỷ tức là quỷ đạo, con đường phải đi trên một cái chỗ cái cố định nào đó là quỷ, thấy không? Quỷ đó vô ngã, còn quỷ vô hỏi là con quỷ, thành ra quỷ đạo là cái con quỷ tắc, tức là cái phép tắc nghi quỷ. Đệ tử Phật cần phải giữ gìn phép tắc liên quan đến sự sinh hoạt của tăng đoàn và phép tắc sinh hoạt của đoàn thể. Là trong khi quý vị giờ ở trong tăng đoàn, nếu là người xuất gia thì nó có những phép tắc của người xuất gia. Bên thiền tông thì họ có ví dụ như bát trượng thanh quy, ví dụ vậy. Còn trong nếu mà không thiền tăng đoàn của bên tỳ kheo Nam Truyền thì họ có những cái giới luật Nam Truyền, thấy không? Thì tất cả những có quy nghi là có như thế nào, phải làm gì có trong cái giới sách giới luật nó rất là kỹ lưỡng. Đức Phật mình giảng kiềm giới rất là kỹ, rất là kỹ. Phạm phá phạm giới luật bị tội nặng, nhưng chỉ là tổn hại đến đức hạnh cá nhân. Còn như phá phạm phép tắc, tức là vi phạm quy luật chung của đoàn thể, sự việc liên quan đến mọi người, tội lỗi thực sự cũng không phải nhẹ. Tức là mình phá giới gì, giết người hay gì đó thì mình cá nhân của mình, nhưng bây giờ mình phá quy tắc, mình không tuân theo quy luật thì mình làm đến phiền đến người khác, thì cộng nghiệp. Do thí dụ như một người phiền rồi 10 người phiền, 1.000 người phiền, thì cái đó nó cộng lại là cái nghiệp nó trở nên nặng. Đây tức là đức hạnh cá nhân, tiếng Hán là tư đức, tư tức là riêng tư thì tốt, nhưng mà đức hạnh đối với đoàn thể thì lại không tốt. Thì cái này cũng thường thường, cái câu này thầy của ngài Ứng Thuận thầy cũng đặt câu hỏi là bởi vì thường thường một cái người mà thiệt sự đức hạnh tốt thì thường thường là họ sẽ tốt đối với lại đoàn thể, chứ còn nếu mà đức hạnh mà tốt mà lại không tốt với đoàn thể thì thấy kinh thấy cũng có thể có, nhưng mà thầy khó tưởng tượng ra như vậy. Những người mà thí dụ như không nghĩ đến cái quyền lợi của người khác thì thường thường đức hạnh họ không tốt, thầy nghĩ như vậy, chứ còn thầy biết phải thật sự là hoàn toàn như vậy hay không. Mình đã, nếu mà thật sự mình là một người đức hạnh thì dĩ nhiên là đã nói mình có đức hạnh thì làm sao mà làm phiền đến người khác được. Tức là nếu mà mình đã làm phiền đến người khác, tức là đức hạnh mình đã khiếm khuyết, thành ra thầy nói là đức hạnh cá nhân tốt mà đức hạnh chung chung đối với mình không tốt, thì cái đó là câu hỏi đó thầy mới đặt dấu hỏi. Có gì để ứng thuận giảng như vậy thầy đọc lại thôi. Có người đối với luật do là giới luật và phép tắc tuy thọ nhận giữ gìn chưa từng vi phạm, thế nhưng là hủy hoại chánh kiến, cái này quan trọng. Tức là cái người mà tu mà không có chánh kiến là có tà kiến là nguy hiểm, tức là họ đi họ tu lòng rồi đó. Tức là mặc dù họ có thể biểu hiện ở ngoài rất là tinh tấn, họ trì giới niệm Phật được có vẻ kiên thần, nhưng mà trong tâm nghĩ tà vậy thì cái này là họ đang tu điều khác. Là cái chánh kiến này là lúc nào cũng quan trọng. Bên đại thừa cũng nói như vậy, bên tiểu thừa cũng như thế. Đó tại sao người đại thừa tự nhận là đại thừa vẫn phải tu bát chánh đạo, lấy chánh kiến làm đầu, chứ không nói là tu đại thừa tôi không tu, cái đó là pháp bát chánh đạo là của tiểu thừa tôi không tu, cái đó là chuyện lòng lẫn vô cùng. Thì nó giảng nhiều lần, không lên đại thừa không có chánh kiến, rồi không có chánh tư duy, rồi không có chánh ngữ, không chánh nghiệp, không chánh mạng, rồi không chánh tinh tí, rồi không chánh là niệm, rồi không chánh định. Vì sao kêu là đại thừa đấy? Đại rồi mà, đại tức là bao trùm cái tiểu, tức là phải trong đó là đã bao hàm tất cả những gì công hạnh của những người bên tiểu thừa họ tu rồi, làm sao mà tu sai được. Thì năm nếu mà nói là mình không tu bát chánh đạo
Nếu mình chỉ tu lục độ vạn hạnh hay không thì đó thì tao chịu, bởi vì vô lượng pháp môn thệ nguyện học. Vô lượng pháp môn thệ nguyện học thì đây là bát chánh đạo, là tư lương thành Phật. Bởi vì tại sao mình tu bát chánh đạo với tâm bồ đề thì nó là tư lương thành Phật chứ gì nữa. Còn những người kia buông bát chánh đạo với chỉ mong cầu giải thoát đắc niết bàn cho chính mình thì cái đó là khác. Thấy không? Thành ra có một cái sự mà tranh biện là có người đại thừa không cần giữ giới của bên thanh văn này nọ thì cái đó chuyện hoàn toàn nói chuyện phi lý. Phi lý. Tức là cái người này tuy rằng họ có vẻ như nghiêm trì giới luật, có vẻ như quy tục, quy củ lắm, nhưng mà lại không có chánh kiến, là hủy phạm chánh kiến. Tức là có những tư tưởng tà vậy, không đúng, không chánh xác. Đây muốn nói rằng tuy hành vi không xấu, nhưng tư tưởng thì lại sai lầm, không chánh xác. Nếu biết thiện ác, nhân quả, có sinh tử, có giải thoát, có hiện thánh, có phàm phu, thì đây là chánh kiến thế gian. Cho nên là phải tin nhân quả. Còn những người mà ví dụ như ở ngoài thế gian hoặc là ngay trong đạo mà không tin nhân quả thì không phải là chánh kiến. Nếu mà người thế gian mà không tin nhân quả thì không, mình còn không trách được. Còn mình ở trong đạo Phật mà mình không tin nhân quả là chuyện đó mình không bao giờ được. Nếu mà người mà tự nhận là Phật tử mà không tin nhân quả thì không là Phật tử. Bởi vì Đức Phật, đạo Phật luôn luôn là giảng nhân quả. Đạo Phật là đạo giảng nhân quả mà. Còn nếu mình nói mình không tin nhân quả mà mình nói mình Phật tử thì nghĩa là hoàn toàn hai cái sự kiện hoàn toàn trái được. Nếu hiểu rõ khổ không, vô thường vô ngã, niết bàn tịch tỉnh, pháp tính như vân vân thì đây là chánh kiến xuất thế gian. Cho nên là nếu mình phải học, nếu mình phải có chánh kiến, nếu là đời là khổ, tất cả pháp là khổ, là không, là vô thường, vô ngã, niết bàn tịch tỉnh, pháp tính như thì khổ không, vô thường, vô ngã là căn bản của Phật pháp. Đức Phật luôn luôn nói vô ngã, còn sau này các kinh điển thường nói có ngã thì cái đó ý nghĩa khác, là chân như lai tạng này nọ, thì đó là một phương tiện khác của Đức Phật giảng kinh thuyết pháp cho những người có căn cơ cao để họ hiểu như thế nào. Chứ nếu mình nghe vậy mình chắc là có ngã thì nó đại ngã, tiểu ngã thì đó mình bắt đầu mình đi sai chứ ý chỉ Phật pháp rồi. Đức Phật đầu tiên là đã thiết lập cái bài pháp đầu tiên là người ta phá vô ngã, là phá cái ngã rồi. Cho nên khi mình học Phật pháp mình phải hiểu rõ cái chân nghĩa của Phật pháp, không phải mình chỉ nghe sơ sơ rồi mình học một vài danh từ rồi bắt đầu mình chấp đó là đúng rồi mình phỉ báng những cái khác. Lúc Đức Phật còn tại thế có một tỳ kheo cho rằng niết bàn là cái gì cũng không có, tức là khô không đó, là thế này, tức là chấp tất cả đều là không hết, ngay niết bàn cũng không. Thì trong cái kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật cũng nói niết bàn là không, nhưng mà cái niết bàn là không nó là như thế nào thì phải nghiên cứu mới được. Không có thể nào chấp trên danh tự mà cho là sự thật. Bởi vì cho nên nói là cái ngôn ngữ, cái danh từ nó giống như là chỉ là ngón tay để chỉ mặt trăng mà thôi. Nếu mình nhìn vô cái ngón tay đó là mình nói là đó là mặt trăng thì mình mất cái hướng đi. Thành ra tại sao mình nói hoài, mình thường thường mình hay học, mình hay chấp danh tự. Ở trong kinh nói chữ gì là mình chấp vào chữ đó, mình không bao giờ nghĩ ý nghĩa thông sâu hay là muốn hoài ý nghĩa, ý tưởng của Đức Phật muốn nói cái gì hết. Thấy không? Ví dụ như có người nói là chấp Đức Phật nói là tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, tâm quá khứ bất vị đắc. Nếu bây giờ mình hiện tại mình trú an trú trong hiện tại, an trú trong cái gì? Cái là chấp danh tự. Đức Phật nói tâm hiện tại bất khả đắc, tâm quá khứ bất vị đắc, khả đắc tâm vị lai bất khả đắc là ngày phá cái tâm phan duyên của mình, tâm động động của mình, tâm vô thường của mình. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ nói là hiện tại bất khả đắc.
Đức Phật không có hiện tại bất khả đó. Nó tâm hiện tại là cái tâm mà đang bay nhảy, cái tâm đang nó đang vọng động, nó cái tâm đó, tâm vô thường đó là không có được, không có thể tìm được cái sự chân thật của nó. Nhưng còn hiện tại nó không phải là một thời điểm, bởi vì lúc nào cũng chúng ta cũng đang ở trong hiện tại. Thành ra hiện tại là cái này ở đây là một cái gì miên viễn, nó vĩnh viễn từ quá khứ cho đến vị lai, lúc nào mà cũng đang ở trong hiện tại. Mình nhưng mình không thấy cái đó, thành ra mình không phân biệt tương lai quá khứ được, mình cứ tâm mình cứ chạy tới chạy lui mà mình không bao giờ biết cái thời điểm hiện tại ở đâu hết. Đức Phật mới phá cái đó, chứ là mình chấp là có quá khứ hiện tại đang, Đức Phật phá cái tâm đó. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ nói là hiện tại cũng có đáp không đáp được. Thành ra mình cái an trú trong hiện tại, mình đem cái tâm mình an trú trong cái niệm miên viễn này, đừng bao giờ dùng nó để mà chạy lung tung đi trước phiền não. Thành ra cái trong cái quyển mà Power of Now, đó là sức mạnh của hiện tại, ông cái ông mà Eckhart Tolle ông giảng đó là ông đó làm thầy nghĩ nó là một cái thiền sư ngộ đạo. Mặc dù trong khi ông giảng ông có thể đem thánh kinh ra ông dẫn chứng này nọ, nhưng mà quý vị nghe cho kỹ thì ông đã phá tư tưởng thượng đế rồi, ông đã phá tư tưởng ngã rồi. Mà khi mà ông chỉ đem đi thí dụ trong thánh kinh thì ông dẫn dắt những người đạo Thiên Chúa hay đạo tin đạo ngoại đạo thôi, nhưng thật sự ông là phương pháp của ông tu tập phương pháp của thiền tông, thấy không? Đó là nếu mà mình nghe cho kỹ một đoạn mà ông nói là God is nothing, God is nothing, thượng đế là không có cái gì hết, rõ ràng là phủ nhận cái đó. Tại vì ông dùng chữ being, tức là có một cái hữu, một cái sự mà chân lý như mình nói là chân như Phật tính vậy đó. Còn cái quan niệm mà đó mà cái kiểu mà thế gian mà chắc là có cái ông đứng trên kia rồi ban bố này tạo lập vũ trụ nữa thì ông đã phá rồi. Cho nên cái nghĩ nghe thì phải nghe cho rõ mà được, nghe cho kỹ rồi trước khi mình muốn phê phán gì mình phải nghe rõ ràng vấn đề mình mới ấy được, chứ không học vài ba chữ rồi quơ quà lung tung thấy ai cũng sai nữa, không chịu học mà chỉ thích khoa trương thôi à, làm sao tiến bộ được? Không bao giờ chịu nghe Phật pháp thông sâu đó, mà chỉ học vài ba mớn nữa là những câu tầm thường đó, tín ngưỡng đó, rồi cứ in tùm lum trên đó rồi chứng tỏ mình biết cái này biết cái kia, thì chỉ tăng trưởng cái ngã mạn của mình thôi chứ có gì đâu. Còn những bài pháp sâu xa thì không chịu nghe, không chịu khó lắng nghe, suy ngẫm, không có văn, không tư, không tu thì làm sao mình tiến bộ lên Phật pháp làm sao hưng long được. Thật ra cái vị tỳ kheo này đã nói là nếu mà cũng không có thì tức là tà kiến phá bại chánh kiến. Thành ra trong Đại Thừa sau này cũng có một cái số mà tu về học kinh Bát Nhã rồi nói là chắc là cái gì cũng không hết á, tức là kêu là phương quảng đạo nhân, tức là toàn toàn phá hết, cái gì cũng không hết. Thì Ngài Long Thọ phá cái phương quảng đạo nhân đó, ông nói Đức Phật nói không, không phải là cái gì không có nghĩa là cái gì cũng không có, chính là trong không nó mới có cái có, từ trong không mới ra cái có được. Nếu không có cái không thì không thể nào có cái có được, phải hiểu như vậy. Tuy giữ gìn giới luật quy luật, nhưng nếu phá hoại chánh kiến thì tội ác lại càng lớn hơn là phạm giới. Đó là sự thật là vậy. Bởi vì phá hoại chánh kiến ảnh hưởng đến người khác, nếu như có kiến giải sai lầm đến những Phật pháp, truyền bá giáo pháp tà vậy lệch lạc, thì sẽ có rất nhiều người bị thiệt hại. Làm các vấn đề mà phải có chánh kiến là thầy thấy thật sự là thầy xin lỗi quý vị, thầy lên Facebook thì lướt lên đó thầy thấy thiệt thử là có như rất là nhiều cái người tư tưởng không có phải là Phật pháp. Có nhiều người tuy không hủy hoại chánh kiến nhưng lại không chịu nghe nhiều, không chịu nghe nhiều Phật pháp, tức là xả bỏ đa văn đó. Không câu đủ rồi, nó mới gì là Phật đủ rồi, không chịu đầu hoài ra không cần biết gì nữa. Thành ra bộ khi mình thấy bi thương Phật pháp nó đến cái chỗ mà nó kêu suy vi đó, thì ra nó thì có những hiện tượng như vậy. Người tại gia không chịu học Phật mà học được vài câu cho là đủ rồi,
tự thấy các thầy lại quay lại khi thường mấy thầy, bắt lỗi mấy thầy, không biết mình là ai. Ông thầy nói một câu nào đó là cho là như là bài bác liền, khinh thường ông thầy liền. Cái đó sự thật là khổ đau ha, khổ đau. Hiện nay có rất nhiều người như vậy, tức là không có gì nghe, không có gì học Phật pháp. Nghe thì nghe nhưng không có học, không chịu học. Không có nghe cái văn, văn, thật sự là văn không đúng là văn nữa. Không có nghe đâu văn, huống chi tư tư. Mình nghe đưa đầu tai ngồi đó nhưng mà thật sự ốc tâm ốc, tâm trí ở đâu thì làm sao nghe được, không có nghe đâu. Tại thấy nhiều người ngồi trong pháp đường nhưng mà trong pháp hội nhưng mà không nghe gì. Không nghe. Bởi vì họ ra họ không biết ông thầy nãy gì nói gì nữa. Quyên say tư tưởng, tư tưởng đi bay đâu đâu đó. Không nghĩ gì nào đâu đó. Hoặc là lâu lâu liếc liếc cái điện thoại của pháp, text mình cái gì không, ví dụ là. Hay là ông thầy giảng pháp thì đang lướt, đang lướt trên Facebook chẳng hạn. Thì làm sao nghe pháp được. Những loại chúng sinh này tuy tri kiến, tuy chánh xác nhưng lại bỏ tinh thần pháp môn vô lượng thệ nguyện học, mà chỉ lấy một bộ kinh, một câu nói của Đức Phật rồi cho là đủ, không cần học thêm nữa, và cho rằng tất cả vô biên kinh luận khác đều là dư thừa. Cho nên bây giờ vẫn nhiều người cứ nói một câu A Di Đà, cứ giảng là một câu A Di Đà Phật là bao và bao hà bao trùng 8 vạn 4 ngàn pháp môn này nọ. Họ nói như thiệt vậy đó. Thì trên lý luận thì như vậy đúng rồi. Trên lý luận là một, công hạnh là cái bao trùm cái công hạnh. Nhưng mà phải dưới là cái tâm nào kìa, cái trình độ nào kìa, chứ không phải phàm phu đầy vọng tưởng, đầy khổ đau như mình mà cứ tối ngày nói thánh nói tướng đi làm cái gì. Tại sao không chịu tu hành thực tế? Tại sao không bước vào không phải Đức Phật nói vậy là phải chăm tư tu cái đó, mà đó là căn bổn đạo Phật. Chứ đâu phải nói hay, nói giỏi là trở thành cái gì đâu. Mà tại sao thích chỉ thích toàn là dùng những danh tướng, nghĩa là mình kêu là kêu những cái danh từ kêu là giật gân, giật gân thờ thưởng. Đương nhiên, cho nên đương nhiên là không thể hiểu rõ những ý nghĩa sâu xa mà Đức Phật giảng nó trong các kinh điển. Mà nói còn lớn Phật tử đối với kinh điển không có hiểu nghĩa gì, không có hiểu gì, không có hiểu gì, không chịu học. Thầy các thầy giảng kinh rất nhiều nhưng không chịu học, không chịu học. Thì thôi thì đó là cái nhân duyên chúng sinh như vậy. Thì thầy Pháp Chánh cũng chỉ lên đây, cũng chỉ trình bày những cái gì mà thầy biết, cái yêu cầu, cái mong rằng quý vị nghe là hiểu và cái gì đó thì pháp tâm bồ đề cái gì đó để tự mình làm tăng thượng duyên cho mình đời này đời sau, hiểu không? Cái gì mình không thích dễ dàng không được đâu, không có tiện nghi đâu, đạo Phật không có tiện nghi đâu, không có tiện nghi. Mình phải nhìn kỹ cái pháp môn đó là phương tiện như thế nào, thì Đức Phật thiết lập ra để làm gì, chứ đừng những cái lời hứa hẹn mà nghĩa là mà mình không hiểu rồi mình cho đó là sự thật, rồi đôi khi mình ý lại quá nhiều. Những người đó là những người mà không có hiểu sâu xa ý nghĩa Đức Phật giảng nói, nó thường hiểu lầm cho rằng kinh bất liễu nghĩa là liễu nghĩa, tức là họ nghe những kinh không liễu nghĩa. Chữ liễu nghĩa, không liễu nghĩa nó có nhiều ý nghĩa, hiểu không? Thì họ bởi vì không có hiểu rõ kinh điển thành ra không có biết kinh nào là nên nghiên cứu hoặc kinh nào không nên nghiên cứu, vân vân. Giả sử học Phật theo điều theo kiểu này thì tam tạng bảo điển đều đành phải đóng bụi trên kệ sách, để đóng bụi trên kệ sách, đúng rồi. Không ai thì không ai chịu đọc kinh điển, kinh sách. Mấy chục năm trước khi mà thầy vô học Phật thì thầy lên Phật học viện quốc tế của ngài Đức Niệm ở trên Los Angeles, thầy thỉnh kinh điển, mà lúc đó kinh sách là bán không à, mình mua mình tháo hết, mình mua mình đọc nhiều nghiên cứu. Bây giờ thầy đến những cái chùa
kinh để trên kệ sách cho không đó, mà có ai thèm đâu, nhó nhèm đến đâu. Thấy thường quá, không có quan trọng gì nữa. Những bộ kinh, những bộ sách rất hay mà để đó năm này qua tháng kia, không ai thèm luôn. Và đến chừng đến nỗi mà có sách in đem tới chùa đó, họ còn không nhận, họ nói kinh sách nhiều quá rồi không ai đọc, bây giờ không có chỗ đựng, nó thôi không nhận nữa, thì thôi phải đem sách đi về thôi. Bởi vì cho nên nhiều cái pháp môn mà bày ra dễ quá được, người ta cứ ý đó là như vậy đủ rồi, thì Nam Mô A Di Đà Phật đủ rồi, thành ra không ai thường đọc sách hay là nghiên cứu kinh điển. Đôi khi nó là phương tiện, một mặt có thể ích lợi, nhưng một mặt có thể di hại cho Phật Pháp, có thể di hại cho Phật Pháp. Vả lại không chịu học hỏi kinh điển, còn giết hại tuệ mệnh của người khác, tiêu diệt sự hiểu biết của người khác. Thầy mở mặt thì chú giải của thầy, vì kiến giả cho rằng một câu niệm Phật là đủ. Cái đó là giết bao nhiêu người đó, bao nhiêu người nghe lầm. Bởi vì tao đối với họ một câu gì đó không đủ, mà họ tưởng là đủ, họ cứ tưởng là đủ. Bởi vì họ niệm kiểu nào, họ niệm với tâm tán loạn, họ tâm niệm với tâm thị phi, họ niệm với tâm cái là như thế nào đó, hoàn toàn không tương ưng, mà họ nghĩ như vậy là đủ thì sao bây giờ? Và tất cả kinh điển không chịu nghe, là những công hạnh không chịu làm, rồi ngộ đó vọng tưởng mà tưởng là mình tu, đó là sự tai hại của pháp môn. Thật sự tội lỗi không có gì nặng hơn. Thành ra mình nói mình giống mỗi người cái nhìn thôi, mỗi người cái nhìn thôi. Nó không, cũng không phải là thầy tự nhận tự hào là thầy nói, là thầy nói đúng. Bởi vì những người nào muốn được hiểu họ hoàn truyền một pháp môn thì họ có lý luận của họ, họ có lập luận của họ, họ có lý do của họ, và họ nghĩ là họ làm đúng như những lời Phật dạy, thì đó là quyền của mỗi người. Nhưng còn một còn thầy nhìn khía cạnh khác thì thầy nói theo ý của thầy thì cái đó hoàn toàn tức là tí kiến cá nhân thôi. Ví dụ như hai người mù, một người rờ cái chân voi, một người kia rờ bụng voi, thì dĩ nhiên là hai người có cảm nhận khác nhau rồi, thì không biết làm sao nữa, ha. Thì cứ tạm nhận như vậy, cứ ghi nhận như vậy. Có người tuy không bỏ sự đau răng, thông hiểu Phật Pháp, trình độ rất thâm sâu, cao thâm, nhưng lại khởi tâm tăng thượng mãn, mở mặt y vào giáo pháp tăng thượng mà khởi tâm kiêu mãn, tức là chưa chứng mà tự cho là đã chứng, chưa được mà tự cho là đã được. Thì vấn đề này là tăng thượng mạng, tức là y vào giáo pháp tăng thượng mà khởi tâm kiêu mạng. Ai cũng cái mạng, ai cũng có mạng. Cái khổ. Thường thường nói phiền não tham sân si, tham sân si, tham sân si. Thì mình có cảm tưởng rằng hình như là mình chỉ có tham sân si thôi, còn những cái khác mình không có. Nhưng thật sự nói cho đúng, nói cho kỹ thì mình nó có 10 cái phiền não lên. Vì phiền não chính đó, tức là tham sân si. Tại sao nói? Bởi vì thường thường ta hay nói số 3, thì tham sân si tượng trưng cho 3 cái căn bổn. Nhưng thật sự còn những cái nó cũng dữ dội như tham sân si. Tức là mình đọc nói cho kỹ, đúng là tham sân si mạng nghi và thêm 5 thứ kiến nữa. Tức là 5 thứ kiến thì để thầy đọc. Tức là thân, cái 5 thứ kiến là thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ kiến và ngã kiến. Cái đó là 5 kiến, tức là mình có tham, sân, si, mạn, nghi, rồi thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ kiến và ngã kiến, là mình 10 loại căn bản phiền não. Nhưng tại sao mà nói thường thường mình Đức Phật giảng thường thường dùng số 3 để đại diện, thì chỉ nói có tham sân si thôi. Thì cái thật sự cái mạng đó, cái mạng nó cũng phá mình dữ dội như là cái tham sân si, cái nghi nữa, nghi ngờ,
rồi cái ác kiến, cái ác kiến nó cũng dữ dội. Thì nó bây giờ mà thật sự cái mạng đó, cái mạng đó, nó phá mình rất là nhiều, mà thường thường mình không để ý. Thì cái mạng nó có 7 loại mạng. 7 loại mạng thì thầy giảng sơ sơ về cái này. 7 loại mạng thì là nhà. Thứ nhất là mạng, thứ nhì là quá mạng, thứ ba là mạng quá mạng, thứ tư là tăng thượng mạng, thứ năm là ngã mạng, thứ sáu là mà thứ năm là ngã mạng, thứ sáu là tăng thượng mạng, là ti liệt mạng. Vậy thì đọc lại: mạng quá mạng, mạng quá mạng, tăng thượng mạng, ngã mạng, rồi ti liệt mạng và tà mạng. 7 cái mạng. Thành ra cái mạng này nó rất là mạnh. Rồi con người mình thường thường mình bị ngã mạng này ra, tại sao mình bị cái này, nó cũng giết mình khủng khiếp, hiểu không? Chính là nó làm cho mình chướng ngại trên con đường tu học Phật pháp, về thời nó đưa mình vào con đường lầm lạc vô cùng. Nhưng mà thường thường mình bởi vậy cho nên tu hành nó phải dễ, phiền não đâu có ít đâu. Thành ra tu mà muốn mà ngay cả muốn thành A-la-hán cũng phải tốn ít nhất cũng phải 60 đại kiếp, 60 đại kiếp. Còn muốn thành Bích Chi Phật thì 100 đại kiếp. Thế là một kiếp là một, nếu tính theo thông thường là 1.344.000.000 năm, như thầy này tính 60 đại kiếp, như là 100 đại kiếp. Còn nếu mà tu đại thừa thì thành Phật thì quá lâu, 3 đại A-tăng kỳ kiếp, mà là 4 đại A-tăng kỳ kiếp, mà nhiều kinh điển bài thừa nó đến vô lượng a tăng kỳ kiếp, thì cái đó nói số lượng lớn thôi. Thì bây giờ để thầy giảng sơ sơ về cái 6 7 cái mạng này. Thứ nhất là mạng đối với người kém mình, cho rằng mình tốt đẹp hơn. Đối với người ngang với mình, cho rằng mình bằng, mà khởi tâm ngã mạng cấn cao. Thật sự mình nói, mình thấy nó họ bằng, nó mình nó họ bằng mình, nhưng mình trơn nguyên tắc mình vẫn thấy mình hay hơn. Ví dụ mình chơi với bạn học của mình, anh thấy hồi xưa ví dụ như mày mày tao tao vậy đó, thấy không? Nhưng mà giả như đó là bình thường không có, nhưng mà đến chừng thấy cái gì nó mình cũng thừa hơn nữa, thấy không? Ví dụ mình đậu bằng hai đứa bằng điểm đi, nhưng mà mình thấy mình vẫn sao có trong cái tâm mình vẫn thấy mình hơn nó cái gì đó, đó là cái đồng mạng. Còn quá mạng là sao? Cái người bằng mình đó thì mình cho là hơn mình hơn họ, thấy không? Còn cái người hơn mình đó mà như mình bằng thì nó quá mạng, quá cái mạng, thấy không? Bằng mình thì mình cho mình hơn, hồi nãy mình cho mình bằng, nhưng mà mình vẫn là thấy mình tốt hơn nó một chút, nhưng còn cái này mình thấy mình hơn hẳn. Nó bằng mình nhưng mà mình thấy mình hơn nó một bậc, hoặc cái người mà hơn mình một bậc mình thấy mình bằng, thấy không? Còn mạng quá mạng là sao? Mạng quá mạng còn dữ nữa, tức là cái người mà hơn mình á, mình vẫn thấy thua mình như thường, còn hơn cái mặt cái quá mạng một bậc nữa. Hồi nãy nó hơn, họ hơn mình thấy mình bằng, bây giờ họ hơn mình thấy còn hơn họ, thế mình học còn kém hơn mình nữa. Thành ra nhiều người coi Đức Phật đó, còn kém hơn họ nó, ví dụ như thầy ngủ thầy nói ngủ có cái gì cái người nào đó không biết, đạo nào không biết, cho Đức Phật là không có đáng để lấy bằng tiểu học chẳng hạn, hiểu không? Thì đó là nghĩa là họ thấy họ còn hơn, cao hơn Phật nữa. Thì mình thì chịu thua thì thôi, cái đó là một loại phiền não quá dữ, hiểu không? Rồi còn ngã mạng là sao? Là căn bổn của 7 mạng: chấp có ngã và ngã sở. Tức là chấp ngã, ngã sở, tức là cho mình là hơn tất cả, rồi cho rằng tất cả những ngã sở của mình đều tốt đẹp hơn người khác, và con mình ngoan hơn người khác, vợ mình đẹp hơn người khác, thì nó vân vân. Còn mình thì chỉ là số 1 rồi. Đó là ngã mạng. Còn tăng thượng mạng thì là chưa chứng, mà cho mình đã chứng, mà chưa đủ
chứ mình đã đủ tăng thượng mạng. Thì những người tăng thượng mạng là thật sự họ cũng rất là tu hành, có cảnh giới đạo, họ ngồi thiền định. Ví dụ như tỳ kheo, tỳ kheo gì ở trong trong kinh Đại Bát Niết Bàn, thấy không, cho rằng đắc được tứ thiền thì cho ra đó là niết bàn, ví dụ vậy. Nên là nghĩ rằng ông chứng a la hán thì mặc dù ông mới có lên được tứ thiền thôi, thấy không, cho là mình đã a la hán rồi, thì là chưa chứng mà cho đã chứng, chưa đủ mà cho đã đủ, cái là tăng thượng mã. Rồi cái nữa cái là cái gì, một cái là ti liệt mạng. Ti liệt mạng là sao? Đối với người cực kỳ tài giỏi hơn mình, cho rằng mình chỉ kém hơn chút xíu thôi. Ví dụ mình thấy Đức Phật, ồ, mất quá, thêm mình chút xíu thôi, phải không? Thua Đức Phật chút xíu thôi, thì cái đó là ti liệt mạng. Và có những người mà có cư sĩ vô nói như vị pháp sư nói, tôi bất quá thua thầy cái áo thôi. Nếu mà tôi mặc áo được cũng bằng thầy hoặc là nhiều khi hơn thầy, ví dụ vậy. Ý là nghĩa là tôi thua thầy chiếc áo thì là còn nhận mình kém hơn, nhưng mà chỉ kém cái áo thôi. Chứ còn trên đức hạnh, trên sự tu chứng thì nó vui cũng thua gì thầy, ví dụ vậy. Rồi cái cuối cùng là cái tà mạng. Rồi thứ bảy là tà mạng, tức là không có đạo đức, không có đức mà cho mình có đức. Ăn ở rất tầm thường, nhưng mà cảm thấy mình là người rất đức hạnh, có tu là tu hành lắm, có đạo đức lắm, thì cái đó tà mạng. Thật ra là vấn đề mà trên con đường sinh tử luân hồi mà tu tập này nó rất là nhiều khổ đau. Mà nó mình cứ học tu thơ lớp rồi mình không có chịu dụng công vào cái gì, thì cái đó là cũng đi, mình sẽ đi chậm thôi nhá, đi chậm. Rồi những người mà tăng thượng mạng là như vậy, tức là chưa y vào giáo pháp tăng thượng mà khởi tâm kiêu mạng, kêu là tăng thượng mạng. Các học giả ngoài thế gian học thức cao hơn mọi người một bậc, thường hay khởi tâm kiêu ngạo. Người học Phật cũng giống như vậy, tức là học chút giáo pháp để cho mình hôn ngon lành, khoe lung tung, rồi đi chê người này người kia, là lên giọng dạy đời. Thầy không dám lên giọng dạy đời, thầy chỉ đọc theo kinh điển là thầy giảng ra thôi, chứ thầy nãy giờ thầy không có dám nói là thầy dạy quý vị cái gì hết, quý vị nên hiểu như vậy. Tức là nhắc là quý vị nghe, là quý vị chưa nghe thì quý vị được nghe, quý vị đã nghe rồi thì nghe lại, ôm lại bài thôi. Mà thầy Pháp Chánh chỉ là người đọc lại kinh điển của Phật thôi, đọc lại lời giảng của ngài ân thường thôi, và giải thích chút đỉnh theo cái ý kiến của thầy, nghe không? Chứ còn là nói mà giọng dạy quý vị thì không dám. Người học Phật cũng giống như vậy, nghe nhiều học rộng hoặc tu tập thiền định có chút thể nghiệm, ức giác khởi tâm tăng thượng mạng. Loại người này do vì bị tăng thượng mạng che lấp tâm trí, trở nên kiêu cuồng ngã mạng, nó bắt đầu. Tăng thượng mạng mà biến thành ngã mạng, kiêu cuồng này đó, bắt đầu nó có biến thành biến chứng rồi đó, thấy không? Chứ thường thường những người tăng thượng mạng họ cũng đôi khi nếu mà họ vẫn còn thật sự tu hành thì họ còn giữ chút cái, mặc dù họ nghĩ họ được chứng nhưng mà nhiều khi họ nghĩ thiệt, đó là họ kiêu cuồng ngã mạng, họ tưởng là họ chứng thôi, hiểu không? Nhưng mà còn cái này kiêu cuồng ngã mạng là bắt đầu nó bị bệnh rồi đó. Cho nên lúc nào cũng cho là mình đúng, tức là tự thị đó, tự là mình, thị là đúng, người khác là sai. Phi tha, tức là phi là không đúng, tha là người khác. Kết quả là chê bai chánh pháp, tự nhận là con ruột của Đức Như Lai, chỉ riêng mình đã đắc được chánh pháp, nhưng không biết rằng mình mới thật là đệ đản với ma. Thế nên thường thường mình không có cái hồi quang phản trí, không hồi quang phản trí, ít ai biết mình nói. Mà thường thường ví dụ như mình đừng bao giờ nói ở ai thấy lỗi là mình làm ơn chỉ dẫn cho mình sửa đổi, không ai bao giờ nói.
họ có thấy mình có lỗi họ cũng không dám nói nữa. Thành ra mình phải tự, mình phải học làm sao mình phải tự thấy lỗi của mình. Còn nó thôi thầy hay là dù là thầy nhưng nữa thầy cũng không dám nói đâu. Bởi vì thầy nói thì quý vị sẽ bảo giận thầy cứ bỏ chùa thầy đi, ai hỗ trợ cho thầy đấy. Thành ra đôi khi mình biết là ai cũng vậy, vì tự lợi mà hại người khác. Ngay các vị thầy cũng vậy, vì sợ lần mất lòng Phật tử, cũng chỉ nghĩ lợi cho chùa mình, ở thì người phải có con mất bà họ hộ pháp, họ ông thì tam bảo thì bà đi rồi ai cúng nhang cúng đèn, ai nấu cơm chay bán hàng tháng để tới chùa vậy. Thành ra cái người Phật tử họ không biết là họ bị đi lầm đường mà các thầy có hướng dẫn chịu dẫn nhắc họ, là rốt cuộc sao ở gần thầy ở gần chùa như là rốt cuộc rồi càng lúc càng sai lầm càng nhiều. Thật sự cái hiện giờ đã xảy ra rất là nhiều. Có nhiều người ở trong nhà bếp làm công quả mà không hề đến nghe lên cái điện nghe pháp, mà cũng không biết Phật pháp là cái gì, mà chỉ thầy trụ trì cũng không hề chỉ vậy. Ra vô giống như người thế gian 5, 7, 10 năm vẫn không có cải đổi được gì, vẫn tham sân si ngã mạn, mà càng lúc càng ngã mạn, nó ý mình có công lao với chùa. Thành một Phật, những kẻ ngu si này không những tự họ đi ra tà kiến mà đồng thời còn khiến cho vô lượng hữu tình khác bị đọa vào hố sâu tà kiến nguy hiểm. Những hữu tình học Phật pháp mà lại nhập vào đường tà này phạm tội nặng vô cùng, đáng lẽ phải đọa vào địa ngục đàn sinh ngạ quỷ, trôi lăn sinh tử, nhận chịu sự khổ sở không cùng tận. Thế nhưng uy lực từ bi của Đức Phật Dược Sư quả thật không thể nghĩ bàn, cho nên trong khi họ đang phạm thi la cho đến khởi tâm tăng thượng mạng, nếu như nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Ly Quang Như Lai thì lại giống như thắng ngựa lại trên bờ vực. Thế là chạy ngựa đang chạy đến bờ vực, cái con tự nhiên thắng được ngựa ngay trên bờ vực đó, không có rớt xuống hố. Tiếng Hán gọi là huyền nhai lạc mã, lạc mã. Huyền là treo cái nhai, tức là bờ vực đó. Cái là sức chết. Thì giống như là thắng ngựa ra trên bờ vực, tha thiết cải đổi đổi lòng quá khứ, liền xả bỏ các hành vi ác. Phá thi la có thể chuyển sang trì tịnh giới, trước phạm quỷ tác thì nay có thể tuân hành, cho đến không bỏ sự đa văn, không khởi tăng thượng mạng. Thấy không? Thấy được quy lực của Đức Việt Sư không ít. Nếu mình thật sự mình có duyên với Ngài, mình chịu khó tha thiết thành khẩn, thấy không? Thì dĩ nhiên là Phật nào cũng vậy, thấy không? Ví dụ mình nói là thì Phật A Di Đà hay Niệm Quan Thế Bồ Tát cũng vậy, nhưng mà mỗi cái vị Phật họ có cái nguyện lực khác nhau. Là đôi khi trong những trường hợp nào đó có quy lực khó mạnh, bởi vì họ có bổn nguyện đó. Thành ra nói trong cái đúng đó, trong cái giống đó có cái khác chút, phải không? Ví dụ như quý vị mới chuyên nghiệp một cái gì đó thì cái đến đúng cái nghề của mình thì quý vị làm giỏi hơn người, giỏi hơn những cái khác. Ngược lại, dũng mãnh tinh tiến tu tập các loại thiện pháp như trì giới, chánh kiến, đa văn, sa lìa tăng thượng này thì có thể không còn bị đọa vào các niệm ác. Đây cũng giống như là thí dụ, đây cũng giống như từ trên lầu cao đang bị rơi xuống đất mà ở giữa lừng không được cứu thoát. Cái này nguy hiểm, nếu là rớt xuống đất thì chắc chắn là tán thân là gì nữa. Nhưng mà giữa lừng không tự nhiên Đức Nhật Sư giăng cái lưới cho mình. Hiểu không? Thì đây là trường hợp bất khả tư nghị, mà thật sự có thật là vậy, chứ không phải là đây là chuyện điện thoại. Rồi thì Kinh Văn Động nói tiếp, nếu như họ chẳng bỏ được điều ác, không thể tu tập các pháp lành mà phải bị đọa vào các điều ác, tức là cái người này thì quá dữ đi, tập khí quá nhiều đi, biết là không nên làm, không nghe được danh hiệu của Đức Như Lai Hiền Sư rồi mà vẫn tiếp tục làm ác, thì bây giờ sao? Thì bởi vì như vậy thành ra đọa vào các ác, các cõi ác. Nhưng nhờ oai lực bổn nguyện của Đức Dược Sư, Như Lai Dược Sư khiến cho họ khi ấy được tạm nghe qua danh hiệu của Ngài,
Thì khi mạng chung từ cõi ác kia được sinh lại làm người, được chánh kiến tinh tiến, khéo điều phục tâm ý. Thấy không? Tính đâu có cùng cùng hung cực ác gì vậy mà còn cải đổi được. Đó là cùng hung cực ác gì nữa. Không bỏ được điều ác, mà tiếp tục đó là làm ác mà không chịu tu tập pháp lành nữa. Mà đến chừng nữa là nhờ nghe trên danh hiệu của Đức Dược Sư Liên Quan Như Lai mà còn nữa là khi mạng chung điện từ cõi ác được sinh lại làm người. Rồi sao nữa? Được chánh kiến, tinh tiến, khéo điều phục tâm ý. Rồi hơn nữa, liền có thể bỏ gia đình hướng về đời sống xuất gia. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự là Đức Bổn Sư mình thật sự là cho mình một phương tiện quá thù thắng như vậy. Khủng khiếp, khủng khiếp, thù thắng, thù thắng, thù thắng. Cho nên người ác này mà phải là chỉ nghe danh hiệu không, mà sau khi dù có rớt xuống địa ngục hay là gì đó, mà khi mà tự nhiên có ác sinh lại làm người, thì được chánh kiến, tinh tiến, rồi lại có thể mà trở thành một người xuất gia. Thế nè, cái người đó, đó ở trong giáo pháp của Như Lai Thọ Trì Học Xứ không hề vi phạm, lại được chánh kiến đa văn, hiểu rõ ý nghĩa sâu xa, xa lìa tăng thượng mạng, không chê bai chánh pháp, không đồng đẳng với ma, dần dần tu hành các hạnh Bồ Tát, mau chóng được thành tựu viên mãn. Thế là thành Phật. Hoàn toàn quay ngược là 180 độ so với cái đời trước của mình. Hồi trước là như thế nào đó, bây giờ hoàn toàn ngược lại hết. Xuất gia rồi đa văn rồi giữ giới này. Nếu như nghiệp chướng nhẹ mà thiện căn sâu dày, sư niệm thánh hiệu của Đức Như Lai Dược Sư thì có thể nhân vào sự gia vị của nguyện lực từ bi của Ngài mà có thể cải ác hướng thiện, không bị đọa vào nẻo ác. Thế nhưng nếu như nghiệp chướng quá nặng, thiện căn ít ỏi, đôi khi không thể chuyển đổi được tư tưởng hoặc hành vi, không thể xả bỏ được những hành vi ác để tu hành các pháp thiện, đương nhiên sẽ bị đọa vào căn nẻo ác. Thế nhưng do uy lực của bổn nguyện của Đức Dược Sư khiến cho những chúng sinh ác này hiện tiền, tạm thời nghe được danh hiệu của Ngài, mà do công đức nghe danh hiệu này mà có thể từ nơi nhỏ ác mạng chung sinh nở trở lại cõi người. Cái uy lực này không những mà sinh được làm người xong Ngài bỏ, không có, Ngài tiếp tục, Ngài nương, Ngài dùng cái thần lực của Ngài, Ngài hướng dẫn người này đi trên con đường chánh rồi. Thì nó một lần nghe danh hiệu, tạm nhớ lại, niệm thành khẩn tha thiết, Ngài không có bỏ mình nữa. Lần này nhận được sự dạy dỗ, nhận thọ, nhận thọ sự khổ sở, suy ngẫm về những khổ sở đã nhận thọ, tức là nhận thọ trong ác đạo vừa rồi đó. Cho nên hiểu rõ sự sai lầm của những hành vi phá giới, phá chánh kiến, mà đạt được sự an trụ trên cơ sở của chánh kiến, cái đến tinh tiến tu hành khéo léo điều phục những sự mong muốn của nội tâm, khiến cho chúng trở thành hợp lý, điều phục tự tâm. Nhưng vì đã thể nhận một cách tha, một cách thiết thực về sự đáng sợ của ba nẻo ác, cảm nhận sâu xa về sự sùng cao của Phật Đức, cũng như ân đức của Phật Dược Sư đã từ bi cứu độ, cho nên không còn tham luyến thế gian, bạn có thể xả bỏ đời sống gia đình và sống một đời sống xuất gia. Trong chánh pháp của Đức Như Lai Thọ Trì, các loại học xứ cẩn thận giữ gìn, không dám vi phạm hơn nữa, để có thể khởi chánh kiến cầu đạo văn, hiểu rõ ý nghĩa thông sâu của kinh điển, mà lại còn xa lìa tăng thượng mạng, không còn hủy bán chánh pháp, không còn đánh bạc với ma, cho nên không còn bị rơi vào hố thẳm, rơi xuống hố thẳm của chúng. Như vậy dần dần tăng tiến tu hành lục độ văn hạnh của Bồ Tát, cho nên công đức được viên mãn nhanh chóng. Cái này là một sự khuyến khích một cái tôn giáo. Mục đích của tôn giáo là đem sự an ninh, đem sự an lạc, đem sự an toàn cho một cái tín đồ của tôn giáo mình, bằng cách khuyến khích họ, an ủi họ, khiến cho họ có lòng tin, có sự tin vào mình, chính mình, và tin vào lực lượng của Tam Bảo, chứ không phải là hù họ hay nhát họ.
thấy không? Ví dụ nó nói nếu nếu mình không giáng sanh tịnh độ thì mình sẽ đọa a tăng đọa ác đạo, cái đó là không nên như vậy, không có nói như vậy. Phải tin tưởng là họ có những bồ đề tâm, bây giờ họ không tự không giáng sanh thì mình sẽ được chắc chắn được giáng sanh đời sau hay đời sau nữa, thấy không? Cái mà hù người khác để mà đọa địa ngục là quỷ súc sinh, đó là những cho những người mà chưa biết Phật pháp hay mới vào Phật pháp thôi. Còn nó hiểu ý nghĩa trong sâu, hiểu nhân quả rồi. Thành đức dược sư này không bao giờ mà hù hết. Dù là cách mấy chăng nữa, nếu chỉ niệm danh hiệu ngài là ngài sẽ tìm cách ngài cứu hết. Chứ không có phải giống như nếu mà nghe cho kỹ, giống như cái lập luận là giống như bên thần giáo. Nếu mà không tin ta thì nếu mà tin ta thì lên thiên đường, còn nếu không tin ta thì đời đời sẽ xuống hỏa ngục. Chỉ có hai cái lối chọn lựa là thiên đàng với địa ngục, không có lối thứ ba nào khác. Đạo Phật không có nói điều này. Đạo Phật luôn luôn cho con người cơ hội hướng thiện, hướng thượng. Mình mất cơ, không có cơ hội đời này thì mình có cơ hội đời sau, không có gì mà sợ hãi. Nếu có được Bồ Đề Tâm đã phát, Bồ Đề Tâm đã nâng đỡ mình rồi thì đời đời kiếp kiếp mình không đọa ác đạo. Phải tin như vậy, như vậy mới là niềm tin tôn giáo chứ. Còn tối ngày mà đọc cho chính đồ sợ hãi là biến thành nhút nhát, trở thành đau mặt mà hớt hải tâm trạng bàng hoàng, như vậy thì làm sao kêu là một cái tôn giáo đem an ninh, đem hạnh phúc cho tín đồ được. Bây giờ thành ra thầy không bao giờ giảng mình đọa người này hù này xuống địa ngục, hù kia đó là đời này làm phước, đời sau hưởng phước, rồi đời thứ ba là đọa địa ngục. Có những lập luận cái mà nó kêu là ấu trĩ mà quá đơn giản như vậy, cái đó những lập luận nó không có xứng đáng để tồn tại trong Phật pháp. Mình học Phật mình phải tiến bộ, mình phải làm sao cho cái người học Phật phải tin tưởng à, nhờ uy lực tam bảo đời sau con sẽ tốt đẹp hơn, cái đó mới là em hy vọng chứ. Chứ còn làm người ta cứ xin tin sợ hãi để mục đích để làm cái gì, cái đó chỉ là những cái tôn giáo bên thần giáo không có dùng những lập luận như vậy, không có hù người ta đi đem địa ngục ra, đem hỏa ngục ra hù người ta, để người ta tuân phục thượng đế đến nghĩa là đến tuyệt đối không dám mình một chút, cái là không dám phản đối với thượng đế. Nhưng đạo Phật là đạo lý trí, cho suy nghĩ, là cho khi mà suy nghĩ đúng rồi thì thực hành. Thì giả sư bây giờ người nào phát cái Đức Phật này giảng sai, Đức Phật này không có cái này, không có lý gì, thì họ có quyền tự nhiên họ động họ kiếm đạo khác họ đi. Đức Phật không nói mày không, nếu mà mày không tin ta mày sẽ đọa địa ngục. Đức Phật không bao giờ nói điều này, không bao giờ nói điều này. Cái đó mình đọc đạo Phật mình thấy làm sao, cái đạo Phật mình là đọc lý trí, mình phải dùng lý trí để mình nói chuyện, chứ mà không nói chuyện bằng ba tình cảm vô vơ được nữa. Mình đọc thầy cho Phật chánh là chủ trương là đạo Phật là đạo lý trí, dù là tịnh độ hay là pháp môn nào, bất cứ pháp môn nào cũng phải dùng lý trí làm đầu. Và niệm cái căn bản của đạo Phật vẫn là giới định tuệ để trừ nghiệp tham sân si, phải tu bát thánh đạo, phải tu là tất cả những công hạnh của Bồ Tát, phải tu dù là cái gì, có pháp môn nào chẳng nữa, tu thiền, tu tịnh hay tu bất cứ pháp môn nào. Nếu không có Bồ Đề Tâm, nếu không có giới định tuệ, nếu không có bát thánh đạo thì vì học cái gì, tu cái gì bây giờ? Thành ra bỏ vấn đề mà đi hù chúng sinh, bỏ mấy cái đề hù chúng sinh, phải cho họ tiến bộ mà được. Họ học lớp 1 rồi, phải cho họ lên lớp 2, phải cho họ lên lớp 3 và lên đại học, chứ không bắt họ ở dưới bàn cái ngồi ở dưới lớp 1 hoài sao được. Đoạn văn này đối với sự tu học Phật pháp, đặc biệt là thời đại mạt pháp hiện nay, rõ ràng lại càng trở nên quan trọng hơn. Nếu như bị phạm vào các điều lỗi lầm nếu trên, sắp sửa bị đọa lạc mà không có cách nào tự cứu mình, thì ngay trong đời này phải nên siêng năng tu tập pháp môn dược sư, xưng niệm danh hiệu Phật dược sư, cầu khẩn nguyện lực từ bi của Đức Phật dược sư gia bị, khiến cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, cải ác hướng thiện, không nên đợi đến sâu đến, không nên đợi đến khi đọa vào ba đường ác thọ khổ rồi mới quay đầu lại tu hành. Vậy là ngài Ấn Thượng muốn nói là trong cái đời Phật pháp này, những sự khai thị ở đây nó rất là quan trọng, thấy không?
Bây giờ mình không thể, nếu mình không đủ tự lực để tự cứu mình thì phải cầu sự gia bị. Mà thật sự là bên Nam truyền họ phần lớn họ chú trọng đến tự lực, họ tu thiền định, họ tự cải đổi, họ tìm con đường họ đi. Họ không có nói tha lực, nhưng mà không có quá tha thiết như bên đại thừa mình. Mà đại thừa mình nếu mà quá chú trọng đến tha lực thì cũng không đúng nữa. Mình phải tự hãnh diện, mình phải tự xây dựng cho chính mình, rồi người khác mới sẽ phục vụ tốt. Tha lực là phụ, tự lực là chánh. Mình không chịu tha tự lực, mình cứ ngồi cái tha, mình đợi tha lực đi thì làm sao mà hiểu được, hiểu không? Thành ra có người mà mình tu Phật Pháp, mình phải từ mà tiến bộ, mình phải cố gắng mình trên con đường mình. Đức Phật đã dạy rõ ràng, các con tự thắp đuốc là mình đi tự thắp đuốc. Nếu mình tự thắp mình đường, mình phải dùng những cái năng lực của mình. Bây giờ mình thiếu ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên thì mình bồi dưỡng thiện căn, phước đức, nhân duyên của mình. Mình tự cứu mình rồi, mình đủ điều kiện thì tự nhiên nó A Di Đà đến thôi. Chứ mình không có gì hết, mình cứ ngồi chỉ là nói Nam Mô A Di Đà Phật xong, chốn chữ là đủ rồi, thì cái đó thầy không hiểu. Thầy hoàn toàn phản đối cái tư tưởng. Làm sao mà bây giờ trong thầy thấy phần lớn thầy trình nổi, thầy đến các đạo trường thấy những người già, ngay người già trời tư tưởng tán loạn vô cùng, chẳng biết Phật Pháp là gì nữa. Nhiều khi nghĩ toàn tà kiến không, không biết phân biệt Phật với thần là như thế nào. Trong tàu không có chánh kiến, không biết Bồ Đề Tâm là cái gì hết. Mà chỉ nghĩ là sao trong đời sau cho con bớt khổ, cho con chỉ được sung sướng thì làm sao mà giảng sanh được. Hoàn toàn không tương ứng với Di Đà Phật. Hiểu không? Thành ra Bổn Sư mình nói là tin ta mà không hiểu ta là bài bán, ta đúng là vậy. Ngay bên thầy không biết là nhiều về những đạo khác, nhưng mà thì nghe là nói chung Thiên Chúa mà giả sử muốn đi thì cũng phải học giống như là những gì Thượng Đế đã dạy, học hạnh có nghĩa là như thế nào, chứ không phải là tự nhiên mà đi được. Lòng tin chưa đủ, nó còn phải có phải hạnh. Rồi mô Phật, bây giờ phần 3 là xa lìa tâm ghen ghét, khen mình chê người. Đầu tiên là tâm tham, thứ nhì là lòng kiêu mạn, tạo kiến kiêu mạn, bây giờ nó tâm sân. Nên là trị đủ hết, đủ bệnh hết. Đủ bình đó. Này nếu bằng thường sư lợi, nếu những hữu tình có tâm tham lam, ganh ghen ghét, khen mình chê người, tội đó đáng bị đọa vào ba đường ác, nhận chịu các khổ não nặng nề đến vô lượng ngàn năm. Sau khi nhận thọ các sự khổ não nặng nề đó, đến khi mạng chung trở lại thế gian, thọ sinh làm các loài bò, ngựa, lạc đà, lừa, thường bị đánh đập, đối khác khổ sở, lại thường phải chở đồ vật nặng nề trên những quãng đường xa. Nếu được làm người, phải sinh vào nhà hèn hạ, làm thân tôi tớ, thường bị sai khiến phục dịch, chẳng được tự do theo ý mình. Khổ sở không? Hôm nay thầy nhìn, thầy có cái tạp chí địa lý quốc gia, địa lý của nước Mỹ, nó có tạp chí là gọi là National Geographic, địa lý quốc gia. Thì nhìn thấy họ một đề tài nói về Hy Mã Lạp Sơn, thì thấy có hai con bò mộng mộng ở bên Tây Tạng, nó đang khỉnh, nó khiêng cái bằng những đồ vật nặng nề mà đang bò lên núi tuyết trên cao hai mấy chục ngàn feet, tức là 7-8 ngàn thước ở trên Hy Mã Lạp Sơn. Rồi đằng sau là cái ông mà cô đoàn thám hiểm mà đi, thầy thấy hai con bò tự nhiên thấy thương con bò kia, thầy không có thương cái ông phía sau đó, mà thầy thương hai con bò dễ sợ nó khiêng, nó thấy nó tội nghiệp. Mình thấy thật sự là đổ khổ đau chúng sinh, bởi vì mình tạo cái nghiệp thì phải như vậy, thấy không? Rồi trong kinh nói rõ rằng thường bị đánh đập, đối khác khổ sở, lại thường phải bị chở đồ vật nặng nề trên những quãng đường xa. Mà cái này xòa đường, quãng đường đi ở dưới đồng bằng còn đỡ, cái này leo lên núi mà thấy tuyết với lại đá đất lồi lõm mà đi lên cao chứ đâu phải. Thế mà thấy như vậy là sao?
Thành ra đôi khi mình tạo nghiệp mình không hề không biết, nhưng mà đến chừng mình nhận quả báo thì cũng những khổ sở thì. Thành ra tại sao mà tinh thần mà Bồ Tát chúng sinh vô biên thệ độ là thấy cái đó quá hay. Quá hay, quá hay, quá lý tưởng. Không biết mình nghĩ sao nhưng mà đôi khi mình phải nghĩ lại. Mình ích kỷ, mình chỉ nghĩ đến mình chỉ lo cho mình hạnh phúc, mình không biết ai. Rồi môn học. Rồi bây giờ giải thích tiếp. Thầy Ấn Thuận nói ganh ghét, tiếng Hán là tật đố đó, tức là không thích thấy sự trỗi bọt, mở mặt vinh quang đóng mặt của người khác. Tức là người khác mà hơn mình, người khác mà rộn rỡ, người khác là chói lọi thì mình thấy ghen tức. Đây là từ tâm tham lam bổn sẻ mà phát sinh. Thì ta tâm tham nó phát sinh tâm sân, ghen ghét bổn sẻ là sân. Sân là bởi vì người khác hơn mình, mà người khác hơn, tại sao ghét người khác hơn mình là bởi vì mình tham. Mình tham cái chỗ của họ, mình tham cái mà họ có, mình tham mình không có được, thì là mình sân. Thành ra tham và sân đó là hai cái mặt khác một đồng tiền mà thôi. Thành ra yêu ghét là vậy. Hay những người yêu nhau thiệt nhiều rồi muốn ghét nhau ghét cũng dữ tợn, phải không? Do vì ganh ghét cho nên sẽ khen mình chê người. Như thấy người khác có tiền tài, có thế lực, hoặc có danh vọng, có địa vị, có học vấn, có đạo đức, tất cả đều vượt trội hơn mình, cảm thấy không thể nhẫn chịu nổi, liền khởi tâm ganh ghét chướng ngại khen mình chê người. Tại sao là ganh ghét là phải khen mình chê người? Nếu không chê người thì không thể nâng cao ưu điểm của mình. Dĩ nhiên rồi, phải chê nó thì tâm mới thấy mình hơn chứ, phải không? Thành ra thường thường mình nói là người lê đôi mắt đó, lẻo mép đó. Thường thường là những người đó ngồi đó thế nào cũng là chê người khác trước, khen mình. Mình khen mình trước rồi chê người ta. Mình chung quy cũng vậy. Thành ra mình tại sao Đức Phật không có cho nói mà ý ngữ là vậy. Ngồi đó nói chuyện hồi thế nào cũng sẽ quay trở lại cũng toàn là khen mình và chê người khác. Hoặc là hai người cùng tìm một đối tượng ghét, cùng ghét để mà hướng về người đó trút những cái gì đó của mình, nghe không? Thành ra hai người mà cùng kẻ thù thường là hai người bạn thân thiết, vì có cùng kẻ thù mà chỉ thân thiết đến lúc đó thôi, nghe không? Cái thân thiết đó cũng phải là không phải thường ăn được. Đến lúc nào đó sự khác biệt nó đến thì sẽ rạn nứt thôi, rạn nứt thôi. Nếu không chê người thì không thể nâng cao ưu điểm của mình. Thế nhưng nên biết rằng khen mình chê người tội ác rất lớn, trong tương lai sẽ bị đọa và bỏ đường ác, nhận thọ các sự khổ não nặng nề trải qua đến vô lượng ngàn năm. Thì sự cái khổ nghiệp ác khổ thì có kinh nghiệm, thì đã trải nghiệm cái đó. Ác khổ thì cái khẩu nghiệp mình rất là nặng, nó dối, nó ác khẩu, nó lưỡng thiệt, nó y ngữ, những cái đó nó khẩu nghiệp rất là nặng nề. Không những chịu nhiều khổ sở trong các cõi địa ngục ngạ quỷ, mà là sau khi thọ xong các quả báo cực khổ đó thì từ những nẻo ác đó mạng chung trở lại sinh ở thế gian là người, làm thân xuất sinh như trâu ngựa lạc đà lừa vân vân, thường bị loài người đánh đập, dẫn chịu các sự khổ sở đối khác, lại thường phải chuyên chở đồ vật nặng nề trên những quãng đường xa, mà dù cho được làm thân người cũng bị sinh vào những gia đình bần hèn, ngu ngốc bất tài, phải làm thân tôi tớ, thường bị người khác sai khiến, phải phục dịch cho họ không được một chút tự do. Khen mình chê người tưởng là cao quý hơn người khác thì ngược lại là bị quả báo sinh làm con nhà hèn, bị người khác sai khiến. Thành ra tại sao mà ông bà mình là trong sách thánh hiền cũng thường thường vậy, mình chữ khiêm là gì? Khiêm là khiêm hạ chí đức. Trong cái quyển mà Ngài Tịnh Không cũng ưa chuộng là cái quyển mà Liễu Phàm Tứ Huấn, mà thầy hồi xưa thầy mở
mở cái chùa ở bên California. Thì cái quyển đầu tiên mà thầy giảng cũng là cái quyển Liệu Phàm Tư Vấn, và lúc đó thầy còn rất là tiện ngộ cái Tịnh Độ Tông của ngài Tịnh Không, hiểu không? Thì thầy giảng cái quyển Liệu Phàm Tư Vấn, thì trong đó có một bốn chương, bốn tứ vấn, là bốn lời dạy, thì lời dạy thứ tư là nói về khiêm khiêm hạ chí đức hay gì đó. Là cái đức của cái sự khiêm, mà trong cái quẻ mà cái gì cả, kinh dịch có cái quẻ khiêm là cái quả đó, là quả tốt nhất, cái quẻ tốt nhất trong các quả khiêm, là nó là tự nó là đại cát trong các quẻ tốt, là các quả quẻ khiêm là tốt nhất. Là tại sao mà trong lịch sử nhân loại thường thường là Phật cũng vậy, mà Lão cũng vậy, mà Khổng cũng vậy, đều cũng vậy, chứ không phải làm chữ học chữ khiêm. Ví dụ như ngày Khổng Tử nói trong Đạo Đức Kinh, nói hậu kỳ thân như thân tiên, tức là đừng đứng trước người ta, hậu kỳ thân nó đem mình ra đứng sau. Ai cũng vậy, ai cũng muốn dành ra đứng trước đó. Nhưng mà những người mà muốn ra đứng trước, hay là những người chờ tranh ra đứng trước, thường thường bị ta loại trước. Nhưng mà ai cũng thích cái đó. Thành ra mình sao mình biết mình hậu cái thứ này, mình đem thân mình ra phía sau, thì sao nhi thân tiên, tức là sao người ta sẽ đem mình ra trước. Nhưng mà thường thường cái đó khó hậu, vì ai không ai thích đứng phía sau, ai cũng sợ mình đứng phía sau rồi không ai thèm nhìn thấy mình, ví dụ. Rồi ngoại kỳ thân như thân độ, tức là mình đừng có gì tham dự vào những cái ấy, thì mình được sống lâu. Mình thì lấy một ví dụ như là Trương Lương sau khi phục vụ cho giúp cho Hán Cao Tổ, từ Lưu Bang lập lên nhà Hán, nhà Hán xong thì ông xin từ quan, ông về ông ở ẩn, ông mới là sống lâu được, ông mới vừa sinh cái là tồn tại được. Còn Hàn Tín thì ra dễ ta đây nè, không có ta đã có công nè, đáng lẽ là Lưu Bang phải cảm ơn ông mỗi ngày, thế là ông bị bà ở hủ giết. Thành ra không học được chữ khiêm, không học được chữ khiêm. Thành ra tại sao mà ở trong đây cũng học vào Pháp là cũng dễ cái chữ khiêm này. Nhưng mà thường thường cái này cũng khác, cũng khó học. Rồi, đọc kinh tiếp. Nếu như thuở trước khi còn là người đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Ly Quang Như Lai, do nhân lành ấy, nay tưởng nhớ lại hết lòng quy y, nhờ sức thần của Phật liền được thoát hết mọi khổ não, các căn đều lanh lợi, lại được trí tuệ nghe nhiều thường cầu giáo pháp thâm sâu. Ủa, phải không? Đúng rồi. Đại Phật có thể thường nhọc ẩn lành vĩnh viễn đoạn tuyệt với những quyến thuộc ma, phá mở lớp vỏ vô minh, làm cảnh nước sông phiền não, giải thoát hết thể mọi nỗi khổ não của sinh già bệnh chết. Tức là những người mà thấy về thành phẩm những chỗ lòng này nè, tức là tham lam tật đố nè, rồi kiêu ngạo, khen mình chê người vân vân, thì những người đó mà đã thở trước còn là người đã từng nghe qua danh hiệu đó, thì do nhân làm ấy này được tưởng nhớ lại hết lòng y, thì nhờ sức thần mình được thoát những cái khổ não mới vừa kể, làm thú vật, làm đường xa chở chở nặng này vân vân. Thế nhưng tức là bây giờ giải thích tiếp, nếu những chúng sinh này trong đời quá khứ lúc còn trong cõi người đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, do nhân thiện của đời quá khứ này hiện nay nhớ lại Đức Như Lai Dược Sư, bèn sinh tâm hổ thẹn, chí tâm quy với ngài, khẩn cầu cứu hộ. Lúc ấy Đức Phật Dược Sư bèn dùng lực oai thần từ bi hộ niệm, thì tất cả vô biên sự thống khổ đó, bất luận là trâu ngựa súc sinh, tôi tớ nô bộc, đều khiến cho được giải thoát. Hơn nữa khi chuyển thân sẽ có được các căn đều thông suốt lanh lợi, là được trí tuệ đa văn, thường tìm cầu Phật pháp cao thông, thường gặp bản lành, xa lìa bản ác tri thức, vĩnh viễn lời bỏ
cùng đứa của ma phá vỡ lớp vỏ vô minh. Phá vỡ các vỏ vô minh. Vỏ tức là vỏ trứng giống như gà con, còn ở trong vỏ trứng cảnh giới ngu si tâm tối không được tự do trên pháp trừ vô minh thì gọi là phá vỡ lớp vỏ vô minh. Nước sông phiền não cuồn cuộn vô cùng nguy hiểm, là nơi mà chúng sinh bị chìm đắm, cũng nhờ oai lực của Phật Dược Sư gia trì khiến cho khô cạn. Nghe không? Vô minh và phiền não là nguồn gốc bồi dưỡng cho sự lưu chuyển sinh tử, nay đã phá vỡ vỏ vô minh làm khô cạn sông phiền não thì đương nhiên sẽ được hoàn toàn giải thoát khỏi tất cả mọi sự u sầu khổ não của sinh lão bệnh tử. Cái vấn đề mà Đức Phật Cư Dược Sư ở đến 10, thật sự nếu mà nói trên khoảng cách mà mình theo kiểu thế gian mình đó, tức là tính vào từng cái số thì đó là tưởng tượng thôi. Thật sự tất cả trong cái, nếu mà nghe cái hai cái cuộn băng mà thầy để lên trên đó, là tức là của ông Eckhart Tolle, sức mạnh của hiện tại và thức tỉnh mục đích sống, ông rất là hay. Ông đó mình phải công nhận, nghe kỹ lưỡng mới thấy được lợi ích của cuộn băng đó. Thầy cũng nghe là mình nghe nhiều lần đó, nhưng mà thật sự mình tập an trú trong hiện tại là cái đó còn rất là khó. Tại sao vậy? Nói trên nguyên tắc thì dễ thôi. Tâm mình đừng chạy về quá khứ, đừng chạy về hiện tại, thấy không? Đừng, nhưng mà thật sự cái đó là những người đã ngộ đạo rồi, đã thể nghiệm rồi thì họ nói thì những cái gì họ thấy thì nó dễ. Nhưng mà đối với mình, tại sao mình làm không được? Bây giờ mình nói là cái đó là phiền não, còn cái mà mình làm không được là do tập khí. Cái tập khí mình tập khí mình nó quen rồi, tâm mình nó quen phan duyên rồi, nó cứ chạy trớ chạy lui vậy đó. Nó không bao giờ an trụ trong cái thời điểm hiện tại, nó không bao giờ thấy ở trong hiện tại là miên viễn, nhưng mà nó không thấy. Hiện tại là miên viễn, lúc nào cũng là hiện tại, nhưng mà cái tâm mình nó không thấy, cái tâm phan duyên này, cái tâm phiền não nó không thấy. Vì nó không thấy được sự miên viễn của hiện tại thì nó tìm cầu tương lai, nó tìm cầu quá khứ này nọ, thấy không? Để nó sự tìm sự sinh tồn của ông giải thích rất là kỹ lưỡng. Thật ra mình nói là ví dụ như nói về khoảng cách không gian, thời gian thì nó là cũng chỉ là một cái khái niệm trong tâm mình thôi. Do cái tâm mình nó hiện lên mình thấy như vậy, giờ mình thấy ở đây một cái số, cái số ba, cái số này nhỏ, trong thời gian thấy có quá khứ, vị lai, hiện tại, vân vân, thì đó tất cả những là quyển mình gọi là quyển cảnh. Thì bây giờ nói ví dụ như Đức Dược Sư cái đây đến 10 căn già xa Phật của Phật lớn, một hàng hà sa của Phật biết bao nhiêu của Phật. Ví dụ mình nói Đức A Di Đà cách đây 10 vạn ức của Phật thì rõ ràng vạn với ức tính ra được cũng đâu bao nhiêu vậy, bao nhiêu thì còn cũng quên tính rồi. 10 vạn tức là 4 con số 0, ức là 5 con số 0, nếu mà tính theo như vậy đó, tức là 9 con số 0 tức là 1 tỷ của Phật thôi. Hoặc là nếu người tàu có chữ ức nó có hai số là 100 ngàn hoặc là 100 triệu, thì nếu mà tính 100 triệu chăng nữa thì 100 triệu nhân với lại 10 vạn tức là nhân 100 ngàn nữa thì nó bao nhiêu triệu đó, ví dụ thì nó cũng là hữu hạn thôi. Trong khi 10 căn dạ xa tức là 1 hằng hà xa số cõi Phật rồi 10 lần hằng hà xa số cõi Phật thì biết bao nhiêu cõi Phật, tức là cách xa cõi A Di Đà so với cõi nhà rất là xa, xa tích mù luôn. Mà tại sao mình chỉ niệm với niệm Phật và mình chỉ mình khởi tâm lên là Đức Dược Sư đã biết rồi, thì người ta bởi vậy cho nên thần lực bất khả từ nghề của trường Phật mình không thể nói được. Nếu mình nói được thì đâu có gì để nói được, phải không? Thành ra cái vấn đề mà do mình cái tâm thành hay không thì nó chiêu cảm được cái sự cảm ứng của Đức Dược Sư liên quan như là, chứ nó không phải là khoảng cách xa hay không xa. Thì do oai lực của Đức Phật này, mình thấy Ngài có thể từ xa đó mà mình có thể làm cho mình vượt khỏi mọi cái sự u sầu khổ não. Nhưng mà dĩ nhiên là điều kiện tiên quyết luôn luôn là phải có tâm trí thành. Tâm trí thành hai thứ, thành đó là thành thật, trí là đến cùng cực của sự thành thật, sự thành khẩn,
hay không? Tha thiết, lúc là cái là lúc là như mẹ mong con này, trong cái mà phẩm mà Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương cũng nói về cái này, cái giống như con mà nhớ mẹ hay gì đó, tha thiết ngày đêm như là Phật. Thì hôm nay thì thầy giảng cô không có thấy, không có được lưu loát lắm, thì thầy cũng dễ đọc lại những cái lời giải thích của người Ấn Thuận. Thì quyển kinh này thì dịch đến đâu thì giảng đó. Thì hiện giờ là cũng được gần hơn nữa, không được quyển kinh. Thì hy vọng rằng thầy cố gắng thì cũng khai cũng mỗi ngày thì thường này ngồi thì dịch. Thì dịch rồi xong thì phải đánh máy và đây là in thành xuống cuốn sách. Thì trong tương lai nếu cuốn sách thì quý vị có thể tải xuống từ trên mạng lưới bình luận rất on đến đâu, đúng không? Chia sẻ thì thầy hướng hiện giờ thầy sự là thầy Xuyến Dương Tịnh Độ Dược Sư, Tịnh Độ Di Đà, Tịnh Độ Di Lặc. Bởi vì đối với thầy Tịnh Độ là Tịnh Độ, chứ không có phân biệt Di Đà. Bất cứ cái cõi nào mà đem cho vị an lạc, cái cõi nào mà đem vị vừa được những cái sự mà mong cầu, thì cầu đó là mình làm học, chứ không phải riêng Đức Phật nữa. Nhưng mà tương lai thì thầy ở đây thì thầy mong nguyện được gặp Đức Di Lặc. Bởi vì tại sao? Bởi vì muốn ở lại để mà đóng góp cái tư lương của mình, giúp nhau trên những người còn đang chịu khổ sở cái cõi đất của mình. Thực sự mình ở đây vô lượng kiếp rồi, thì bây giờ nếu giả sử mình cảm thấy chán nản mình bỏ tha bà đi thì cũng được đấy. Nhưng mà giả sử trước đó vô lượng kiếp rồi Đức Phật A Di Đà chưa có thì mình ở đâu? Thì có nhiều người nói là cơ hội ngàn năm một thở thì nên đi thì cũng được. Thì nếu bị đi thì nó không tốt, nhưng mà tùy ý mỗi người. Tuy nhiên là học đến đây đi nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh. Thầy xin cảm ơn tất cả quý Phật tử đã nghe thầy giảng pháp. Thì nguyện đem công đức này hồi hướng. Thì nếu đã có nghe rồi cái tên gặp mặt, chưa gặp mặt nhưng mà thấy mặt thì cũng là đã có duyên. Thì nguyện đời đời kiếp kiếp làm Bồ Đề Vương Thụ. Không biết ở cõi nào, trông như thầy nói cái bài mà Phổ Khuyến Đạo Tục Pháp Bồ Tát Văn. Nếu mà quý vị đã phát tâm Bồ Đề thì tôi nguyện đời đời kiếp kiếp làm người xuất gia cũng như tại gia.